Xin chào tất cả mọi người. Cách đây vài tháng mình có quay một cái clip bằng tiếng Pháp và mọi người vẫn hỏi mình là tại sao không có Việt sắp. Thì hôm nay mình sẽ giải thích kỹ hơn về cái clip đấy và kỹ hơn về cái dự án nhỏ nhỏ mà mình đang thực hiện. Đấy là trong clip đấy ấy, thì mình có sử dụng một cụm từ tiếng Pháp mà mình chơi chữ. Cụm từ đấy là mon tu in boîte. Mon tu in boîte trong tiếng Pháp có hai nghĩa. Nghĩa bóng là xây dựng một công ty. Vì thế nên đoạn đầu mình có mặc vest, xong rồi mình nói chuyện thì mọi người cứ nghĩ rằng mình hiện vừa thành lập một công ty và có 500 nhân viên. Tuy nhiên đến cuối clip lúc mình quay xe thì mình mới lòi ra để là thực ra mình đang sử dụng nghĩa đen của cụm từ đấy, và nghĩa đen của nó có nghĩa là lắp một cái hộp. Và thực ra thì mình lắp một cái hộp giun và có 500 con giun. Đây chính là tại sao mình không thể viết sắp được. Và cũng nhân thể thì mình giới thiệu các bạn, đấy là cái dự án nhỏ nhỏ mình đang thực hiện. Đấy là dự án nuôi trùn quế. Trùn quế hay gọi trong tiếng Pháp thì gọi là long quế composter. Đấy, thì trùn quế, đấy là quá trình nuôi trùn quế là gì? Trùn quế tức là giun trùn quế là một loại giun đất mà đặc hiệt biệt hơn một tí, đấy là nó có thể chấp nhận sống trong một môi trường chật hẹp mà không bò ra ngoài, nên là có thể sử dụng để nuôi trong nhà. Cái quá trình nuôi trùn quế thì rất là đơn giản, đấy là chỉ cần cho 50% lượng rau củ quả mà mình ăn thừa. Và nhớ là con giun này thì nó ăn chay nhá, mình không có, mọi người đặc biệt không được phép bỏ tất cả những thứ gì liên quan đến động vật vào trong cái trong này. Thì 50% là rau củ quả thừa, còn lại là gì? Vỏ trứng là thành phần bắt buộc phải có, và thứ ba nữa là bã trà, bã cà phê và giấy các tông là 50% còn lại. Tuy nhiên giấy các tông thì các bạn có thể thay bằng lá khô, và đấy là cái mà mình ưu tiên sử dụng, bởi vì giấy các tông có thể tái chế được nên là mình ưu tiên thay bằng lá khô. Thì cái tác dụng đầu tiên của việc đấy đấy là giảm rác thải ra môi trường. Bởi vì sao? Bởi vì rau củ quả thực chất đấy là nước, và lúc bạn bỏ vào thùng rác ấy, thì người ta sẽ đốt đi, và đốt và tiếng có nghĩa là chúng ta đang tốn nguyên liệu để đốt nước. Đấy là điển hình đầu tiên của việc tác dụng đầu tiên của việc nuôi trùn quế. Tác dụng thứ hai ngay trước mắt đấy là sau 3 tuần sau khi nuôi, các bạn có thể thu hoạch được trà giun. Đấy là những trái mà các bạn có thể thấy ở phía trên này. Đây là những trái trà trà giun. Trà giun là gì? Tức là lúc mà giun ăn ấy, thì thực chất rau củ quả là nước, thì sẽ nước chảy xuống. Các bạn có thể thấy đây là một cái vòi, ở đây có một cái vòi ở đây, và mình sẽ hưởng nước chảy ra từ từ thùng giun. Và cái đặc biệt là cái trà giun này nó cực kỳ tốt cho cây, như là một loại phân bón, và nó mạnh đến cái mức mà phải pha thêm 10 lần nước thì mới được đem đi bón cho cây, bởi vì nếu không thì cây sẽ chết. Đấy là tác dụng thứ hai sau khoảng 3 4 tuần sau khi nuôi là các bạn có thể thu hoạch được. Và tác dụng thứ ba tất nhiên đấy là mục đích lâu dài của cái nuôi trùn quế, đấy là để thu hoạch phân bón. Và các bạn có thể thấy là trong cái hồi mình quay cái clip đấy ấy, mình chỉ có một tầng ở đây thôi, và đến hôm nay sau 5 tháng thì mình đã có 3 tầng. Bởi vì sao? Sau khi mỗi lần một cái tầng lên đây ấy, thì mình lại lên một tầng mới. Thì trong cái 3 tầng này thì cái tầng cuối cùng là cái tầng mà hiện tại mình đã có phân bón, tức là đã đổ đủ đồ chín để thu hoạch, và mình có tầm khoảng 5 kg phân bón cực kỳ tối xốp và tốt để bón cho cây. Tuy nhiên mình chưa cần đến nên là mình vẫn để đây để cho giun nó bò. Và cái phân bón này nó mạnh đến cái mức mà phải pha thêm với đất thường, tức là 30% phân bón này và 70% đất thường thì mới được đem đi trồng cây. Đấy là cái tầng đầu tầng cuối cùng này, tầng lâu nhất. Tầng thứ hai là cái tầng mà mình đã hoàn thành công việc nuôi, hoàn thành công việc cho ăn, và hiện tại thì nó đang trong quá trình phân hủy để biến thành phân bón, và mình đã hoàn toàn không cho ăn ở đấy nữa. Thì trong khoảng 2 đến 3 tháng tới thì mình có thể thu hoạch tiếp cái tầng này. Còn tầng thứ ba là cái hiện tầng hiện tại là cái tầng mình đang cho ăn, tức là dùng chỉ bò lên đây để ăn thôi, còn 2 tầng dưới là nơi mà chúng sẽ bò để đi dạo này, hoặc là để sinh sản, chủ yếu là để sinh sản. Và đấy thì các bạn thấy là trong vòng đấy là tính chính là rác thải của nhà mình trong vòng 6 tháng qua, rác thải về rau củ quả trong vòng 6 tháng qua. Và mình sẽ cho các bạn một ví dụ điển hình của việc nuôi giun, đấy là một em cấy.
cái em cây này nó rất là đặc biệt, camera hơi thấp. Thật cao, đấy là em cây, các bạn thấy lá không? Lúc mà mình nhận cái em này về là một cái em cây sắp chết, chỉ còn đúng hai cái lá. Và cái bạn mình nhờ mình chăm hộ, thế là mình gửi về nhà mình thì mình để cân bằng lại ánh sáng tốt hơn. Và mình đặc biệt ấy, để là mình tưới bằng trà dung này hàng tuần, tuần nào mình cũng tưới trà dung cho cây. Và các bạn có thể thấy đấy là lượng lá mà em ấy đã mọc thêm mới trong vòng 2 tháng thôi nhá, 2 tháng. Và hiện tại có khoảng em ấy có hơn 30 lá, và có rất là nhiều lá nhỏ, lá mới và cây con đang mọc ra. Đây, các bạn có thể thấy đấy là tác dụng đầu tiên của việc nuôi giun luôn. Hoặc không thì mình trồng cái cà chua trái mùa, và trong hồi tháng 12 thì mình đã thu hoạch được một mẻ cà chua rất là ngon. Còn một ví dụ đó là cây thi la nhà mình. Mặc dù mùa đông thành phố mình đang sống thì cực kỳ lạnh và có tuyết, mà cây thi la của nhà mình không hề bị chết và nó sống rất là tốt. Mình tưới trà dún hàng tuần và hiện tại thì nó em vẫn cao, vẫn sống tốt khoảng 50-60 cm, và mình vẫn có thi la để ăn trong mùa đông, không phải nhìn trên mạng thèm thuồng mà không có thi la để ăn như mọi năm nữa. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hy vọng là các bạn sẽ cái clip của mình sẽ tạo cho bạn động lực để cũng bắt đầu dự án nuôi giun của nhà mình, bởi vì nó rất là hay các bạn. Hàng ngày mở ra coi giun cũng vui lắm. Đáng yêu lắm. Mỗi tôi không biết tên của các bạn giun là gì thôi. Thế nhá, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình và hẹn gặp lại. Bye bye.